đất của anh là muốn để cho em biết được ta tắm khó quá thiệt sự luôn á. Trời ơi, bây giờ tưởng tượng trái xoài là mặt của Trang mà cũng không tỏ tình được nữa, sao khó dữ vậy trời. Hôm qua mình học bài kỹ lắm mà bữa nay mình phải chắc chắn mình phải chuẩn bị đầy đủ, mình phải thuộc bài chứ. Lấy trái khác đi. Tưởng tượng đây là Trang nha. Sao Trang gồ ghề quá vậy ta? Không sao. Trang ơi, hôm nay anh muốn tỏ tình với em. Anh muốn nói với em là anh... Cái trái này gồ ghề quá, Trang không thể nào là trái này được. Trang phải là trái này. Trang là phải chà bá như vậy, phải đáng yêu mũm mĩm như vậy. Trái này là có tâm lý là chắc chắn là được luôn nè. Trang ơi, cùng anh đi băng qua đại dương, cùng anh băng qua bao nhiêu con đường, cùng anh vượt qua hàng ngàn phố phường. Anh muốn nói với em là anh khó quá vậy trời ơi, trái này cũng không được luôn, sao tôi khổ quá vậy nè. Học thuộc bài kỹ lắm mà, học thơ văn này nọ mà để tỏ tình với Trang thôi mà bây giờ nói cũng không được nữa. Cũng tại má mình hết. Má kỳ thiệt chứ. Đặt con tên mạnh chi, cuối cùng nó không hề mạnh mẽ chút nào, yếu đuối. Có cái việc mà tỏ tình với người mình thích thôi mà bây giờ cũng không nói được nữa. Bây giờ không biết phải sao, lỡ mà Trang tới là chết luôn á. Trời đất ơi, mới nhắc mà linh như vậy trời. Ủa Trang, sao vậy? Ai làm gì cho Trang khóc vậy? Ai Trang? Ai hiếp gì Trang? Nói tôi. Nắm chặt lấy tay em. Hả? Nắm chặt lấy tay em. Nắm thôi không được, nắm nữa. Anh phải nắm vô em có sự mạnh mẽ mới thể tâm sự được với anh. Trời ơi, đàn ông con trai yếu đuối quá vậy. Nắm tay cũng không được nữa hả? Tôi với Trang là chưa có gì hết mà kêu tôi nắm tay tôi không dám. Mà sao Trang khóc vậy? Khóc em quá hạnh phúc, em quá sung sướng, hiểu không? Trời đất ơi, quá sung sướng quá hạnh phúc mà khóc là tôi chắc chắn là có vấn đề rồi đó. Anh biết gì không? Nó mới biết chứ. Em sắp lấy chồng rồi. Tình ta lên tà lên khóc. Tình ta lên tà lên khóc. Em sắp có chồng rồi. Anh vui không? Anh vui cho em đúng không? Vui không? Vui. Em cảm ơn anh đã vui cho em nha. Em biết thế nào tới đây em tâm sự cho anh chuyện có chồng quá, chắc chắn anh cũng sẽ hạnh phúc cho em, đúng không anh? Vui. Hạnh phúc. Dạ. Lấy ai vậy? Vậy nè, tại vì thật sự cái chuyện này đáng ra là chuyện buồn. Tại vì công ty của ba em làm ăn thua lỗ, rồi mượn nợ rất là nhiều. Rồi bây giờ không biết sao để trả nợ hết á. Tự nhiên vô tình cái người chủ nợ có tình ý với em. Vậy là cuối cùng là ba em gả em cho người đó, coi như là gán nợ. Cái này cũng là một phần là em thoát khỏi cảnh là FA. FA hả? FA. Gán nợ hả? Trang với chủ nợ không hề quen biết nhau hả? Quen biết nhau. Thì mỗi lần mà chủ nợ tới nhà ba em có gặp mặt em biết mà. À, biết nhau là đòi nợ nó biết thôi đúng không? Em biết chứ. Anh mừng cho em không? Nhà em coi như là Tết này ăn Tết lớn luôn á, là không mất nợ ai hết. Mà em còn được có chồng nữa. Anh thấy sao? Có nghĩa là cưới là chỉ tại vì để gán nợ thôi đúng không? Đúng vì rồi. Trang với ông chủ nợ đó không hề có tình cảm gì với nhau trước đó đúng không? Thì ba em nói rồi, trước là sao quen, mới cưới thì chưa có yêu, cưới xong cũng yêu thôi. Người ta thương em mà. Anh không mừng cho em hả? Không. Cái gì vậy? Không. Anh làm gì vậy? Anh không mừng cho em thiệt á hả? Không. Thôi được rồi, không mừng thôi em về. Lần sau tới em gửi thiệp cho anh sao? Không, đừng về. Anh làm gì vậy? Anh có được bình thường không vậy? Không. Hả? À, có anh bình thường. Ý là bây giờ này thì em nói những cái chuyện mà em lấy chồng là khiến cho anh bây giờ anh không còn bình thường nữa. Ủa là sao? Thì em nghĩ, anh nghĩ đi. Em nè, con gái nè, 30 tuổi tới nơi rồi. Mà bây giờ không có người yêu, không ai thương em hết. Thì bây giờ có người có tình cảm với em, sẵn em cưới đây rồi gán nợ luôn. Ai nói không có người thương?
có người thương em nhưng mà tại người ta không dám nói với em thôi. Ai? Anh biết người đó hả? Biết. Ôi, vậy anh dẫn tới cho em gặp mặt người đó được không? Không. Ủa sao vậy? Nó nhát lắm, không dám dẫn. Trời ơi, nhát là sao? Nhưng mà cái vấn đề quan trọng bây giờ là em không thể nào được cưới cái thằng cha chủ nợ đó. Ủa, mắt mới không được cưới? Em với ổng là không có tình cảm với nhau gì hết. Bây giờ là chỉ cưới nhau vì gán nợ thôi, chắc chắn là sẽ không hạnh phúc. Anh muốn em là phải có cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ anh nghĩ đi, bây giờ là không ai thương em hết. Thì giờ em ở không làm cái gì? Em phải cưới người ta chứ. Ai nói không ai thương em? Hồi nãy giờ anh nói hoài em không hiểu luôn á. Bây giờ có ai thương em thì nói lên đi, em đâu có biết đâu. Có. Ai? Anh. Anh mới nói gì? Anh nào? Anh nè, anh thương em đó. Anh không những anh thương em, anh còn yêu em nữa. Anh thích em lâu lắm rồi. Tôi nghi là có vấn đề về thần kinh chắc luôn, là tôi nói vậy mà tự nhiên cái cúi đầu vô cái gì vậy? Thì em suy nghĩ, em nghĩ là anh giả bộ vậy để anh giúp em. Anh sợ em sống không hạnh phúc và anh nói vậy để em không cưới đúng không? Không, không có đâu, anh thương em thật lòng. Anh yêu em là thật lòng. Bây giờ em thiếu nợ đúng không? Anh bán cái nhà này, anh trả nợ cho em luôn. Anh bán hết tất cả mọi thứ luôn. Nhưng mà anh đâu phải bà con gì đâu chứ em đâu, mà tại sao lại bán nhà vậy em? Tại vì anh thương em. Anh nói nghiêm túc quá hả? Mặt này giống giỡn lắm hả? Anh thật sự nghiêm túc luôn á hả? Anh thương em thiệt. Anh sẵn sàng bán nhà rồi ra gầm cầu ở, rồi cuộc sống anh sẽ dứt dưỡng ngoài đường vì em luôn hả? Anh sẵn sàng bán nhà nhưng mà không có ra gầm cầu đâu, anh phải lên cầu ở. Gầm cầu hôi lắm. Nhưng mà anh thương em. Nghe rồi, nghe nãy giờ rồi. Thật ra em cũng có một bí mật thứ hai muốn tâm sự với anh. Em có bí mật gì vậy? Bí mật của em á là thật sự là nhà em đang sống rất là hạnh phúc, ba em không hề mắc nợ ai hết. Thì đó, tự nhiên không mắc nợ mình hả? Cái gì? Em nói cái gì? Không mắc nợ mà gả cho chủ nợ rồi gán nợ là sao, anh không hiểu? Đó, em đạo diễn chương trình này hết luôn á. Em coi tivi đó, người ta cũng hay có mấy cái tiểu phẩm mà thử lòng người yêu coi làm sao đó, thì em, anh cũng biết rồi mà. Em á gần 30 tuổi rồi, trong khi đó em cũng có trộm vía với anh. Nhưng mà tự nhiên em không thấy anh đá động gì tới, cho nên em phải đóng kịch để mà em thử coi anh làm sao. Em nói vậy em cũng trộm vía với anh, ý em là em thì cũng giống anh với em vậy đó. Em có tình cảm với anh. Cái gì vậy? Anh đừng nói là anh xỉu nha. Đâu có xỉu đâu, anh sung sướng, anh hạnh phúc quá. Nãy giờ anh hạnh phúc. Sung sướng hạnh phúc mà cái tay cũng không dám nắm nữa. Bỏ cái này đi. Làm gì? Nắm tay anh được chặt, giữ tay anh được lâu. Hứa với nhau một câu là đi chọn suốt cuộc đời này nha. Đồng ý. Anh yêu em. Em yêu anh.
Gặp mặt nhau đây chốn này mà sợi chỉ tơ nó dâng. Má ngoài đồng em cây lúa ba trăng. Em ơi anh đứng chờ để em về thưa với mẹ. Khi ra duyên tính liền. Hẹn đời năm sau cánh đồng mình gặp hái xuân thắm. Đời năm sau.